もちょっと寄っていただいてもいいですかね。はい、お願いします。はい、chào các anh em. Đây mình đang ở một cái bệnh viện, ở cái phòng khám để đi khám. Thì mình sẽ quay lại để chia sẻ lại cho anh em cái kinh nghiệm đi khám ở Nhật. Mình bị ngày xưa bị đá bóng. Đây là một phòng khám chỉnh hình ngoại khoa. Mình ngày xưa bị đá bóng, mình ngã bị đau lưng từ ngày đấy giờ. Giờ mình mùa đông đến là hay bị đau, mình nay mình quyết định đi khám. Mình vừa khám xong rồi ra ngoài kia để lấy thuốc đấy, phòng thuốc ấy. Thì vừa lấy thuốc xong thì mình khám mất một sen 7 với lại thuốc mất 700 yên nữa. Và mình sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm cho anh em để đi khám để cho nó thuận tiện. Đây là cái số thuốc mà mình vừa mới lấy ở trong nhà thuốc ra các bạn. Thì họ cấp cho mình một túi thuốc uống trong 14 ngày. Ngày 2 lần, sáng và tối, ngày mỗi lần một viên này. Cộng với cái này là cái dán miếng dán để khi nào đau thì dán vào. Đấy. Thì thuốc này hết 700 yên. Còn cái tiền khám thì mất 1.7 tương đương khoảng tất cả là 2.5. Đây là các bạn có bảo hiểm xã hội thì các bạn đã được từ 70% tiền đi khám, các bạn chỉ phải đóng 30% thôi, tiền thuốc này đóng 30% thì khoảng 700 yên thôi. Còn mình ra ngoài siêu thị thuốc mình mua một từng này thuốc thì cũng đã phải mất tầm mấy sen rồi. Nên trong khi đây thì có 700 yên, nó rẻ hơn rất là nhiều. Cái tiền khám này, thể khám này thì nó mất 1.7, khá là cao. Thì về kinh nghiệm đi khám cho các bạn là gì? Thì đây mình khám ở cái phòng khám tư, phòng khám Nakamura, phòng khám chấn thương chỉnh hình. Thì ở Nhật thì có hai kiểu đi khám, một là ở bệnh viện, hai là ở phòng khám. Ở bệnh viện thì nếu mà các bạn không đặt trước thì ở những thành phố đông người thì đến thì các bạn sẽ mất thời gian chờ hơn một chút, khá là lâu. Còn nếu ở phòng khám thì người dân đi khám nó cũng rất là đông vì thủ tục nó nhanh. Và cái ở Nhật thì các cái bác sĩ thì được đào tạo rất là bài bản và nó không có những cái trường hợp học hành không có bài bản như ở mình, nên là bác sĩ ở phòng khám và bệnh viện nó cũng gần như tương đương nhau. Chỉ có điều là ở phòng khám thì cái thiết bị nó không được đầy đủ và có nhiều đa dạng như ở cái bệnh viện thôi. Khi các bạn muốn đi khám ở Nhật ấy, thì các bạn đầu tiên là các bạn phải tìm theo mình thì các bạn nên khám ở phòng khám cũng được. Nếu mà các bạn những cái mà các bạn cần đi khám là những cái không phải là những cái nặng nề như là gãy chân gãy tay các thứ thì các bạn có thể đến bệnh viện. Còn nếu mà các bạn các cái bệnh mà nó thi thoảng đau hoặc là nó đau không phải là quá nặng thì các bạn có thể đến phòng khám cũng được vì thủ tục nó nhanh hơn. Các bạn chỉ cần tìm xem là cái bệnh của mình là trong tiếng Nhật nó như thế nào, các bạn lên các anh Google, các bạn tìm cái tên phòng khám xung quanh gần nhất ấy. Khám ví dụ như mình bị đau xương thì mình lên mình tìm viện chấn thương chỉnh hình gần nhất, phòng khám chấn thương chỉnh hình gần nhất chẳng hạn. Thì hoặc là các bạn có thể hỏi ngay người công ty, người phụ trách công ty, người ta sẽ có một cái list các cái bệnh viện, các cái phòng khám người ta thường sử dụng trong những cái trường hợp là khám cái gì thì các bạn hỏi luôn người phụ trách công ty thì là nhanh nhất. Đấy thì mình ở đây có phòng khám này cũng khá là gần, khoảng tầm 3 cây, mình đạp xe đạp được khoảng tầm 15 phút đến nơi, làm 2 phút gì đấy. Đến nơi khám thì lúc 9 giờ kém là người ta mở cửa thì đến cũng khá đông, rất đông người đến khám, từ trung niên đến cao niên khá rất là nhiều. Thì mình vào cũng đầu tiên thì cũng vào đừng, các bạn mang cái thẻ bảo hiểm của các bạn đi và chuẩn bị một ít cái từ vựng về cái bệnh mình đang đau. Thì đến mình bảo người ta là mình bị đau cái này kia, sau đấy thì người ta sẽ đưa cho mình một cái form để mình ghi thông tin cá nhân của mình, địa chỉ rồi tên tuổi các thứ. Thì nếu lần đầu, còn lần sau nếu mà tái khám thì khác, thì sẽ có cái giấy trước thì mình đưa cho người ta giấy là được. Lần đầu thì bạn phải ghi một cái tờ giấy đăng ký thông tin các thứ gì đấy. Xong thì một lúc chờ thì người ta sẽ ra đón mình vào để khám thôi. Họ khám rất là tử tế, rất là nhẹ nhàng, hỏi han rất là quan tâm, chứ không phải là như kiểu mấy ông ở mình đi khám nhiều lần, mình đi khám mà như kiểu là mình đến van này người ta thôi. Bên này mình đi khám nhưng mà họ toàn mình là khách hàng, họ đối xử
như những khách hàng, chứ không phải là như mình đi khám thì mình như kiểu là người đầy tớ của người ta để đến van này người ta khám. Đấy rất là lịch sự, rất là ấy. Thì xong thì họ hỏi một vài thứ liên quan nên mình phải chuẩn bị một ít cái từ vựng trước đi để khám. Thì xong rồi xuôi thì người ta kê cho mình cái đơn thuốc và cái hóa đơn, người ta đã cột dấu vào, mình chỉ việc ra nhà thuốc lấy thuốc là xong. Hình như tiền khám này thì không không được được giảm giảm đâu, thì còn cái tiền thuốc thì các bạn sẽ được giảm theo cái tiền theo thẻ bảo hiểm y tế. Thì thế là xong, thì có đưa cho mình đơn thuốc, dặn dò mình là cái uống ngày này ngày kia, và nếu uống những thuốc khác thì hãy dừng cái thương thuốc kia, uống thuốc này theo của nhà nhà thuốc của bệnh của phòng khám người ta đưa. Thì thế là xong. Ban đầu mình cũng rất là lo lắng khi mà đi khám lần đầu ở Nhật, mình cũng bị đau khá lâu nhưng mà mãi chưa đi khám. Tuy nhiên đợt này thì cũng quyết định, thấy mấy anh em ở công ty cũng hay bị đi Hàn bị bụi bay vào mắt các thứ, thì phải đi khám, thì mình cũng bảo đi để đi khám một chuyến cho chắc ăn. Thế đi khám thì ban đầu rất là lo nhưng mà sau khám thấy nó cũng rất là nhẹ nhàng, như kiểu mình đi ở các cái nhà thuốc, ở các hiệu thuốc, ở các siêu thị hỏi han thôi, họ cũng rất là tử tế, rất là nhẹ nhàng. Thế nên là các bạn cứ yên tâm, nếu các bạn có vấn đề gì mà đau hay là có triệu chứng gì thì các bạn cứ nên đi khám đi, nó rất là thủ tục, rất là nhanh gọn thôi. Nếu mà các phòng khám tư thì xung quanh cái chỗ các bạn ở rất là nhiều, mình quanh đây có phòng khám về tai mũi họng rồi răng hàm mặt các thứ rất là nhiều, kể cả xương cốt như này cũng rất là nhiều. Thì các bạn cứ đi khám, một thủ tục nó rất đơn giản thôi. Thì chúc các bạn mạnh khỏe và ít ít phải đi đến các cái bệnh viện hoặc là phòng khám để khám, và trong trường hợp đi phải đi khám thì cũng cứ thoải mái, cứ tự tin mà đi mà giao tiếp với người ta thôi, không có gì phải e ngại hết. Ô, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, hẹn gặp lại trong các video lần sau.